sao nó không, nhưng bạn viết hoa hết. Đây là thói quen mà giảng viên sẽ gài cho sinh viên bị sai trong quá trình các bạn làm bài kiểm tra, hiểu không? Thực tế đây cô chưa gài nhưng các bạn đã sai rồi nè. Các bạn biết là cái bộ dữ liệu này là do giảng viên trong cái buổi thực hành, còn thực hành người ta soạn ra, thì người ta đã tính toán là khả năng sinh viên làm sai bao nhiêu phần trăm, đúng không? Thì đảm bảo trên 50% sinh viên lớp mình đều sai ở câu tuổi một cái cột nêm này nè, là đầu tiên. Mà sai một dòng đó mất đi 2 điểm rồi, đúng không? Cái thứ hai, nhìn cho cô tuổi, đúng không? Tại sao lại là ordinal ở đây? Tuổi là nominal. Nominal hả? Tại sao tuổi lại là nominal? Tại vì hồi nãy á, em chọn ordinal á, là em nghĩ nó là có sự hơn kém. Rồi. Người ta đã cho bạn sẵn cái bảng dữ liệu ở bên Data View rồi. Mở lại cái Data View cho cô coi nè. Rồi, bạn nhìn cái cột tuổi này cô đang thấy ở cái bạn thứ hai, bạn thứ ba, bạn thứ tư, bạn thứ năm, đúng không? Bạn một bạn xóa đi rồi, cô không quan tâm. Bạn thứ hai 22 tuổi, bạn thứ ba, mỗi một dòng tư với một người tham gia khảo sát mà, đúng không? Thì cô nói là bạn thứ hai 23 tuổi, bạn thứ ba là 22 tuổi. Vậy cô biết bạn thứ hai hơn bạn thứ ba bao nhiêu tuổi không? Dạ biết. Biết hả? Biết có sự hơn kém hả? Và có biết chính xác nó hơn kém bao nhiêu không? Dạ, hơn kém 1 tuổi. Vậy là biết đúng không? Dạ. Thì tham đo của nó phải là cái gì? Scale. Scale. Thấy sự sai trái không? Dạ. Mà cô chấm 3 bài đầu tiên đã có đến 2 bài làm sai. Thấy cái sự vô lý không? Kiến thức đưa cho các bạn rồi, vui lòng đọc kỹ vào rồi làm bài cho cô, bài cô chấm điểm mà. Dạ. Có Làm như cái này làm sao mà cô lấy điểm được lớp ơi. là em phải ấy đi làm lại nó mới hết bị lỗi cái chỗ. Cô Cô. ơi, cô nghe. Dạ rồi. Cô hình như cô để cho em cái chỗ cái phần không có chỗ nào đó cô. Xuyên hả? Dạ.